hình liền cam, mã KTAP K360, cấu hình máy RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, chip 8 nhân, bên em lắp hoàn thiện là 12 triệu nha anh chị. Màn hình liền cam của mình là gồm có cái gì? Mở cam 360 độ, ra lệnh bằng giọng nói thì tự nó sẽ chuyển qua 360 độ cho mình. Bộ 360 độ thì gồm 4 con mắt camera, cam trước, cam phải, cam trước, cam sau và cam trái, cam phải. Trên màn hình hiển thị này thì đang hiển thị cam phía trước, có thể chuyển xuống xem cam phía sau, cam bên trái, cam bên phải, cả hai cam bên trái và phải, mô phỏng xe mô hình ở giữa. Ngoài ra thì khi mà anh chị chạy thì cũng đá xi nhan trái phải thì nó cũng sẽ hiển thị trên màn hình. Khi mà anh chị gài xuống rồi thì cũng vậy nha. Ngoài ra thì màn hình có tích hợp tính năng giọng nói thông minh. Khi mà anh chị ra lệnh thì màn hình sẽ tự thao tác theo ý của anh chị, đồng thời chỉ đường đến Phan Thiết và mở video nhạc trẻ, tự động màn hình sẽ chia hai, một bên là dẫn đường, một bên mình xem YouTube. Lên đường số 12 về phía đường số 21, sau đó rẽ phải. Về màn hình chính. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy video hay hữu ích, hãy bấm vào nút like, nút đăng ký và bấm vào cái chuông để xem những cái video mới nhất. Đừng quên để lại comment phía dưới những câu hỏi, những góp ý để kênh của mình hoàn thiện hơn.